hỏi ngoài. Trong cái quá trình các đô viên nam và nữ thì chúng tôi có quy định ở vòng zone, tức là vòng đỏ là khu vực vẫn được thi đấu. Một trong hai vận động viên ở ngoài vòng đỏ thì coi như dừng đầu, trận đấu tiếp tục. Dạ đây. Trận thi đấu sau đô Phạm Văn Tiệp Bắc Ninh gặp đô Nguyễn Lâm. Vâng, mời đô vào giữa tảng. Chúng tôi công bố kết quả trận thi đấu ở lèo thiều vừa rồi. Đô Phạm Văn Tiệp của Bắc Ninh khối đỏ thắng cuộc. Xin trân trọng kính mời ông Nguyễn Công San lên trao phần thưởng cho đô trang phục khối đỏ. Năm nay phải theo tổ chức là chúng tôi tổ chức theo các em về vật dân tộc, tức là gì, lội chân, túc ly địa và ngã ngửa là thua, vật theo truyền thống. Trong cái quá trình như vậy thì chúng tôi đã giới thiệu để quý vị đại biểu và toàn thể khán giả năm như vậy, bởi vì các em đây là nội dung vật tự do, tức là vật quốc tế, vật trong các cái kỳ SEA Games, ASEAN và Olympic. Báo cáo với quý vị như vậy. Xin chân trọng giới thiệu vận động viên Phạm Ngọc Hoa Hà Lam trang phục đỏ, vận động viên Nguyễn Thị Thơ quân đội trang phục xanh. Bây giờ xin ý kiến ban quân như thế này ạ. Thực ra thì cái vật nữ này thì hỏi ý kiến với ban tổ chức có đồng ý cho các em xe này hay không xe này ạ? Giờ vận động viên nữ thì thi đấu vật tự do rồi, cứ vào mời vào thi đấu luôn. Vâng, như vậy là các trọng tài chuẩn bị hai vận động viên bắt tay. Trận đấu bắt đầu. Vâng, vừa rồi vận động viên trang phục đỏ có dùng một kỹ thuật gồng, nhưng mà với trọng lượng vận động viên xanh có thể lặng, nếu mà nhẹ cân chắc có lẽ là gồng đổi rồi. Trận đấu tiếp tục. Xin quý vị cho một tràng pháo tay động viên tinh thần thi đấu của hai đội. Hoi ngoài. Trong cái quá trình các đô viên nam và nữ thì chúng tôi có quy định ở vòng zone, tức là vòng đỏ là khu vực vẫn được thi đấu. Một trong hai vận động viên ở ngoài vòng đỏ thì coi như dừng đầu, trận đấu tiếp tục. Dạ đây. Ngoài sới hai vận động viên tiếp tục vào giữa. Mời hai đô lèo thường Ngô Thành Tân Vĩnh Phúc và đô Ngô Nguyễn Tuấn Anh chuẩn bị trong cuộc thi đấu trận tiếp theo. Ôi! Và như vậy là rất là nhanh sau khi vận động viên của Hà Lan đã sang sau, đã đánh ngã ngửa vận động viên quân đội rồi. Như vậy ở lèo số 1 của nữ, vận động viên Phạm Ngọc Hoa Hà Lan toàn thắng. Xin mời ban tổ chức trao lèo cho vận động viên Phạm Ngọc Hoa. Xin kính mời ông Hưởng lên trao phần thưởng cho đô. Trận thi đấu ở lèo thường. Vâng, xin trân trọng cảm ơn ông Hưởng. Để quý khán giả cho một tràng pháo tay. Trận thi đấu ở lèo thường nam. Đô Ngô Thành Tân Vĩnh Phúc khối đỏ gặp đô Nguyễn Tuấn Anh thể dục thể thao Từ Sơn. Mời hai đô vào thả.
Edo nghe lệnh chống xe đài. Các trọng tài lưu ý khi dẫn vận động viên ra chỉ hướng để các đô xe đài. Hai đô chuẩn bị, các trọng tài chuẩn bị trận đấu bắt đầu. Ra ngoài rồi, mời hai đô vào giữ sới. Mời hai đô giữ sới sửa lại trang phục cho khu xanh. Số 3 Đô Nguyễn Thành Cân khu đỏ nhất thắng. Thắng cuộc. Mời ông Nguyễn Văn Hợp, mời ông Nguyễn Văn Hợp vào tặng thưởng phần thưởng cho đô khu đỏ. Xin trân trọng cảm ơn ông Trần thi đấu sau đô Phạm Văn Tiệp Bắc Ninh gặp đô Nguyễn Văn Bình Gia Lâm. Mời hai đô chuẩn bị. Vâng, bởi vì tinh thần hai vận động viên thi đấu rất tích cực, chúng ta dồn cả vỗ tay cổ vũ các vận động viên. Và như vậy trận thi đấu vừa rồi, vận động viên mang đai đỏ đã toàn thắng ở lèo số 2. Xin mời mời vận động viên vào ban tổ chức để nhận lèo. Xin mời ông Nguyễn Hoàng Thống lên trao phần thưởng cho các đô. Ông Thống, xin chào, kính mời ông Thống. Trận thi đấu ở lèo thượng nam, mời đô Nguyễn Văn Tiệp Bắc Ninh gặp Nguyễn Lâm Bình Gia Lâm. Mời hai đô vào ghế. Sau trận thi đấu ở lèo thượng là gặp đô Vũ Văn Hiệp Bắc Giang gặp đô Nguyễn Gia Trọng của Tiên Du Bắc Ninh. Hai đô chuẩn bị. Về nội dung vật lớn là hiện nay là các vận động viên đã có lèo và những bởi vì cái số lượng mà sẽ chúng ta sẽ chờ các đội tuyển của Từ Sơn Hà Nội nếu về thì tiếp tục sẽ thi đấu và các vận động viên có lèo rồi chúng ta sẽ cho tiến hành phá giải ba của nữ. Vậy các đồng chí huấn luyện viên của các vận động viên nữ chúng ta chuẩn bị đăng ký vào giải ba của nữ.
Ban tổ chức yêu cầu các đô đã đăng ký là phải sửa trang phục, đắp trang phục luôn. Và bây giờ vào thời gian thi đấu, mất thời gian quá, một trận thi đấu chiều nay rất nhiều để chúng tôi, để các trận thi đấu luôn liên tục ở trên sân giới để cho các quý khán giả được thưởng thức. Trận thi đấu Lèo Thường đô Phạm Văn Tiệp Bắc Ninh phố đỏ gặp đô Nguyễn Lăng Bình Gia Lâm phố xanh, mời hai đô vào thảm. Hai đô nghe lệnh trống thế này. Báo cáo mới để quý vị đại biểu ở toàn dân như thế này, bởi vì là hai đô xe này về cái hướng là tức là về hướng đình chùa. Thế cho nên là tại sao là các bác khán giả không hiểu tại sao hai đô phải quen như vậy. Hai đô chuẩn bị các trọng tài chuẩn bị trận đấu bắt đầu. Xin kính khán giả cho một tràng pháo tay đối với tinh thần thi đấu của đô. Ngoài thì tụi
và giữa Tản. Chúng tôi công bố kết quả trận thi đấu ở lèo thường vừa rồi. Đô Phạm Văn Tiệp của Bắc Ninh khối đỏ thắng cuộc. Xin trân trọng kính mời ông Nguyễn Công San lên trao phần thưởng cho đô trang phục khối đỏ. Bảo gửi chân đấy.